sau đó thì quân quay trở lại giải quyết một, chúng ta lại tiếp tục đây, chắc, đây là cái
Khi chúng ta quen công thức rồi thì là code, là code 5
nhân với nên của năm x. Thế ở đây là cái chỗ hệ số x nhân với năm, vậy chỗ này chúng ta chia cho ra. Như vậy trong đầu chúng ta sẽ hình dung là nó có dạng nguyên hàm của sin là cos t t t cos t t cũng là sin này. Như vậy là sẽ bằng 1 phần 5 sin của 5 x cộng c, có thể không đặt vào thế là xong, đó, giờ sẽ là tiếp tục xin mình xin mũ 3 x cos x đây xin bằng đây có một số bạn là sử dụng công thức như ba sau là được một thực biến đổi tích hành động như thế mà chúng ta đã gây rắc rối chính bản thân mình. Cái bài này thì chúng ta làm như sau, đấy nó chiếu sin và cos, chiếu sin và cos nó chẳng có hạn là sin ba và cos sẽ cũng một thôi, nên là lúc này trong đầu tôi luôn luôn hình dung là như sau. Lúc này chúng ta sẽ có cái này, nếu như có một cái cũng một thì rất đơn giản là nhớ lại là cos x thế thì chẳng qua chính là d của sin x là sin x, d thì chẳng qua chính là trừ d của cos x, mà đây chính là chìa khóa của đại bài. Vì sao vậy? Thì nếu như cái trong đầu mình hình dung là mình nếu như cái thứ nhất phải là mình đặt t bằng sin x thì dt nó sẽ bằng sin x nào sin nào thì nó cos x. Thế cho nên là mình có cái trên có cái một đặt t vào dưới thì dt sẽ bằng cos x dt. Như vậy chúng ta sau này chúng ta sẽ nhớ rằng là cos x dt chính là d của sin x. Đây là cái tội mà chúng ta vào chỗ bằng học vi phân không ghi nhiều như này. Thứ hai là tương tự như vậy thì chúng ta đặt t vào cos x, t bằng cos x thì chúng ta sẽ có dt cos x nhỏ hơn hoặc trừ sin x. Như vậy là trừ sin x cũng trừ dt bằng cái trên cùng, đúng không? Thì bây giờ chúng ta áp dụng trong bài, thì đây nó hai cái là hai trường hợp, hai cái đều là mũ lẻ, nhưng mà khi có cái mũ một, thì mình sẽ đặt cái còn lại là bằng d, cái còn lại bằng d là d bằng sin x. Thì lập tức chúng ta sẽ suy ra là dt cố định thế. À, như vậy cái đường sau là sẽ là dt còn đằng trước dt qua sin qua thì nó sẽ là dt qua góc tiếp tục cố định thế thì nó sẽ là dt. À, như vậy là chúng ta sẽ ra được cái này, cái nguyên hàm của dt qua thì là dt cũ trên mũ
xe. Vậy là chúng ta sẽ có nguyên hàm của sin 3 x cos x sin 3 x cos x thì nó sẽ bằng 1/4 của sin 4 x cộng cos x. Nếu các bạn nào mà quen rồi thì có thể viết thành là như sau. Thì cos x thế sẽ viết thành là ln cos x sin 3 x d sin x. Đây là cách diễn tả khác chứ không phải cách khác mà thôi. Thì như vậy trong đầu ta sử dụng đây nó có là u mũ 3 d trong đầu đã đây chính là u. Như vậy là u mũ 3 d thì nguyên hàm của nó là u mũ trên 4. Thế là lại kết quả. Đấy. Khi nào mà quen thì làm được, không cứ đặt tổ biến phụ. Nhưng mà quen thì làm những cái kiểu kia nó nhanh, nếu không thì lại có việc. Đó. Là số 2, phải trong trường hợp hai cái biến phụ lệ. Nhất là có một cái biến phụ thì chúng ta sẽ đặt được bằng T. Rất là dễ hiểu. Nên là sự bằng nhân hoàn toàn tương tự. Có một cái mũ 1 thì lại cái mặt bằng T dễ nhất. Thì trường hợp như này được hốt mũ 2021 x y t sigma. Em nói thầy là cốt mũ gì vậy nè? Cốt mũ 2021.
không nhận. Bài số 5. Tìm nguyên hàng quả cốt số cốt đáy. Bài lúc nào giống bài 3 thầy đang chưa? Thì là tìm nguyên hàng quả cốt số cốt đáy. Ba cũng muốn là mọi người là hàm số lượng là hàm số lượng giãn của cổ cái quyết định và bây giờ là một hàm số thì chúng ta đã được chúng ta biến đổi x thành tổng x thành tổng chúng ta có 6 công thức sau đây cos nhân với cos bằng 1/2 cos tổng cộng vô liệu. Xin xin nhân cốt, xin nhân cốt thì bằng 1/2 xin của tổng cộng với xin của hiệu và cốt nhân xin trong trường hợp đó lần trước mà lớn lần sau không có đề gì mà lần cộng sau lớn nữa không chứ các bạn nhé 1/2 xin tổng trừ xin hiệu. Nếu như thế thì tham sự mà trong bài nó dễ. Bây giờ như vậy là cái bài số 3 thì bao giờ cái công thức ở trên cùng. Bao giờ công thức trên cùng nguyên hàm của 4, 6, 4, 8, thế. Đấy, mình áp dụng công thức thì 4,
6 đến đến cột 8 cột 6 đến cột 8 để bán dấu công thức này thì là bằng 1/2 1/2 cột của tổng là 6 đến cột 8 1/4 cộng với cột của hiệu là 6 đến trừ đi 8 là bằng trừ 2 nhưng mà công thức là cột đối là cột của trừ đi thì vẫn là cột đấy cho nên nó bằng n là cốt của n. Sau đó thì mình lấy nguyên hàm của cốt 6 nhân với cốt 8 thế thì nó sẽ bằng 1/2 nguyên hàm của cốt 14 cộng với cốt 2 thế thì đến đây là làm đúng bài 1/2 à. Tức là mình có bài cơ bản trước mình làm trước cho nó rồi thì mình nói gì thì nói. Không có cái công thức mà người ta biết từ đầu ta làm được ra, ta sẽ không hiểu gì cả. Vậy để tiếp tục nguyên hàm của cốt 14 ấy thì là 1/14 sin của 14 ấy là nguyên hàm của cốt ấy tức là 1/2 sin của ấy là bằng cộng c à. Đấy là bài số 6. Bài số 6 tương tự nguyên hàm của sin x cos chỉ đích sin x cos chỉ Thank you.
Không hiểu. Là chúng ta sẽ dùng những công thức như trên là sin tích cos sin tích là một phần hai sin tổng là hai này cộng lại là mười cộng với sin hiệu. Sin hiệu ở đây ở phía góc bên trước nó bé hơn góc sau là trừ tám đi không là nó là một cái thôi. Tức là góc góc bên trước mà lớn hơn góc bên sau không biết gì cả. Góc bên trước mà nhỏ hơn góc bên sau rất nhiều người sai. Ở đây thì nó ra là sin 10 trừ đi sin 8 x sin là rẻ nhé. Cốt làm trắng quá mà người đấy lại cốt làm trắng thì nó cốt của trừ 2 nó cũng bỏ quá hay nhưng mà sin nó là rẻ đấy là sự hai lần cần có nên phải đặt hai lần này vào bên cạnh nhau chúng ta đỡ bị nhầm như thế đấy. Sin 10 như vậy ở đây nó sẽ sinh ra là nguyên hàm của sin x cốt sin x đấy sẽ bằng 1 phần 2 nguyên hàm của sin mấy trừ đi sin 8 x đến nguyên hàm của sin mấy thì là trừ 1 phần 10 cos mấy đúng chưa? Đấy, trừ nguyên hàm trừ 1 phần 8 cos của 8 x bằng 1 cộng c chốt là nó sẽ bằng trừ 1 là 1 phần 16 biết con số này sao chốt 1 phần trừ đi 1 phần 20 cốt của mấy và con số là như vậy câu thứ 6 là câu số 16 này nó cũng không dễ dàng gì tiếp tục nó là người giác không bất đạt gì nhưng mà loại cài được như thế này thì chúng ta làm như thế nào tiện là mình phải nói luôn
cái bài số 7 này nghe chúng ta phải dùng phương pháp tính cái nguyên hàm từng phần đó. Nguyên hàm từng phần tức là chúng ta sẽ đặt u bằng x và dv bằng c7d u bằng dv bằng trừ 1/7 cos 1/7. Từ đó là áp dụng nguyên hàm từng phần, ta sẽ được nguyên hàm của x c7 để bằng u nhân v trừ 1/7 x nhân với cos 1/7 nhân chia trừ cộng bằng bằng nguyên hàm của cos 1/7 để cái gì đó mà bằng cos 1/7 nó bằng là là
thầy ở Ý vừa rồi thì có phải là thi 1/7 hay là 1/7? Ở Ý vừa rồi thì em nghĩ là trừ 1/7 ạ. Trừ 1/7 đâu? Các bạn ạ, Ý vừa rồi. Thế ngân hàng làm sao phải tốt 7 ạ? Chưa chưa đây có nếu nghi ngờ xin mời lấy là một lần sẽ có đúng không? À, tôi em nghi ngờ. Bài 8 là xong chưa ạ? Rồi ạ. Số bài đại diện như thế, tự nhiên chúng ta có thể xem tất cả các loại bài. Đó là bài số 9 như thế này.
Nguyễn Thị Phương Trinh, câu số 9 là sao cả? Có. Làm được chưa? Có thì thấy rồi, quá quá. Xong chưa? Em đang làm câu số 10 ở câu số 9 em không nhìn rõ. Rồi đó. Thế bây giờ là câu số 10. Ui, dính dính chết. Thầy cho cam gần vào được không ạ? Không. Để nó phóng các bạn. Cho gần vào. Cho gần vào thì chuyển cái nào. Nhìn vào thầy. Đó, nhìn vào. Một chữ cốt x trên sin, nguyên hàm của một chữ cốt x trên sin. Sao lại được? Để nhìn này nhìn được. Lúc do lúc mờ thầy ạ. Hay là do cái đường chuyển của một cốt. Vâng, chắc thế. Đây là đi cùng dây mà không dây. Thầy cho em xem phần bài tập ở trên file đi để em chụp lại màn hình này. Ở đây thì chúng ta biết rằng là cái series nhân COVID thì chỉ có 2 series cho nên chúng ta có thể đọc. Đây chúng ta bằng một phần của lưới sổ rồi. CD codec tức là bằng mở rộng với 1/2 sim máy. Ở đây chúng ta screen ra đây, đây nó sẽ bằng cái này đọc là mở rộng với 1/2 ui sim máy đọc là nhân với đấy mà sim máy thì đọc là bằng sim máy đọc là bằng cốt máy nhân với hai đúng không, sim cũng đọc là bằng cố hữu như những phần như vậy là hai ngày hết như vậy là chính là ra cố quả hai thế rất rõ ràng như vậy là trên đời và cố hay thế thì nó chính là dd hoặc là dây mẫu là một xin đấy cố định ui gì đây chính là dd. Như vậy là này nó sẽ là bằng lưu gắn lên cái chỉ số của A cộng C nó thay lại mà đồng là xong. Như vậy là nó sẽ bằng lưu gắn lên cái chỉ số của một series covid cộng C thực ra là một series covid là nó luôn dương. Tại sao luôn dương thì ta biết là chúng ta sẽ không nó chính là một cộng với một và hai cộng sin hết, sin hết luôn lớn hơn trên một của nó thôi. Tương tự như thế chúng ta sẽ làm cái câu này tương tự là chúng ta đặt mẹ đặt rồi đấy mẹ đặt xuống đấy mà chị đây chỗ đây chế xin được sử dụng của bác đây là xin một thuộc chia 2 tên tái lựa chia 2
Ngày xưa thì chúng ta sử dụng nguyên hàm phụ, trong buổi trước chúng ta đã học rồi nguyên hàm hàm phụ. Và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục học về phần tiếp phần. Trước mắt chúng ta là giới thiệu khái niệm của hàm số liên tục trên khoảng k, AB là độ k. Nếu f là nguyên hàm của f nhỏ trên k thì f a f b chỉ có a được gọi là tiếp phần của f. Từ a đến b là ký hiệu là như trên bảng. Như vậy là chúng ta có cái công thức như thế nào để chúng ta cụ thể. Tích phân thì không phụ thuộc vào biến số, cho nên là ví dụ tích phân từ a đến b của f(b) nó cũng tích phân từ a đến b của f(t) đến d, tích phân từ a đến b của f(u) đến u, vân vân. Là ý nghĩa hình học thì nó chỉ là diện tích của hình phẳng bình hàng giới hạn bởi cái lượng y của f(x) và từ hai cái đường x bằng a đến bằng b và cái đường trục hoành chỉ đối. Nếu không bằng thì nó diện tích ấy, nó chính là cái tích phân từ a đến b của f(x). Tính chất của tích phân thì chúng ta có một số tính chất như sau. Tính chất này chúng ta cần lưu ý. Như vậy muốn làm được tích phân thì chúng ta phải biết được nguyên hàm của nó. Trừ một số trường hợp sử dụng tính chất đặc biệt, chúng ta không cần thông tin về nguyên hàm, chúng ta có thể tính được tính phân. Không biết nguyên hàm có bao nhiêu cái, chúng ta tính được số. Rất đặc biệt. Số chúng ta đã rất là có thành tích, chúng ta gặp từ như thế nào và biết lại trình bày một chút những thông tin quan trọng chúng ta sẽ hình dung. Cái tính chất số nhỏ thì tương tự như là cái tính chất của nhỏ từ bé, đó là cái vector là số không, hay là tương tự như là của bé chúng ta là vector là khi nào điểm đầu điểm cuối trùng nhau thì cái đó là không. Còn cái anh này là tận trên và tận dưới bằng nhau thì nó là số không.
cái này. Cái này là đổi cận trên và cận dưới nhau, tương tự như là cái vector AB trừ của vector BA. Cái kênh thứ ba là chúng ta đưa vào hàm số nằm ngoài cả cái con k này, nó không đưa ra nó bất đúng. Trong nguyên hàm thì bắt buộc k phải khác không, nhưng mà nếu trong tích phân thì kể cả là không là nó bất đúng. Nếu k bằng không thì bên phải thì không, còn bên trái thì bằng nguyên hàm của không. Nguyên hàm của không thì là bằng c, c hay a hay b mà nó vẫn là c, c chỉ c hết bằng nó không. Trong nguyên hàm thì bắt đầu k là khác không, k là hàm số bằng không. Còn ở đây là ra hàng số hay thể nói không vẫn tiếp tiếp theo là thứ bốn, nó tương tự như là cái tính chất này, nguyên hàm nguyên hàm tổng tổng nguyên hàm nguyên hàm kiểu kiểu nguyên hàm. Cái thứ năm thì nó giống như là quy tắc xen điểm, là vector AC bằng vector AB cộng vector BC, quy tắc xen điểm bằng đồng nhân là tương tự như vậy, phần AC của FD nó sẽ bảo phân tử A đến B của FD cộng với phân tử B đến C của FD. Tức là chúng ta hiểu câu hai là giống như là chúng ta xem cái từ B này cận trên của hai và cận dưới của cái kia, thì đây là một cái tiếp tục đối với bên cái thứ sáu có hình thức nếu Fx mà lớn hơn với mỗi của AB hoặc là AB thì chỉ phân tử A đến B của FD thì nó lớn hơn không. Chất thứ tám này bảy là đặc biệt là tổng quát của phân số bảy. Nếu f mà lớn bằng giới với mỗi đoạn AB thì cái phân tử hai b của f sẽ bằng cái phân tử hai b lớn hơn bằng từ hai b của giới thế. Thế thì cái bảng đã có cái công thức đọc trên thì là nếu như f lớn là một nguyên hàm của f nhỏ trên đoạn AB, trên đoạn AB thì là nguyên hàm là tích phân từ A đến B của f nhỏ đấy thì chính là bằng f lớn tận từ A đến B mà bằng fb trừ b ba. Cái này có nghĩa là đặc ý đầu tiên, nhưng mà đặc ý cuối cùng thì cuối cùng thì bây giờ chúng ta sẽ xin cái này trước. Chúng ta phải biết được cái một nguyên hàm đó thì chúng ta sẽ làm rất dễ dàng. Và ví dụ là số một tính nguyên hàm của khối tích phân từ không đến pi trên hai của khối x đấy. Thì đầu tiên là để xem là cái gì đã làm khối như vậy nó chính là sin của pi trên hai trừ đi sin mà không. Em ở đằng ngoài là chúng ta sử dụng cái tính liên quan cái lúc mà nó chống Casio của cái là chúng ta bỏ hết. Chúng ta phải biết cách định nguyên hàm có cái gì là hàm khối thì là sin x, như vậy là thay đổi. Cái đây là nó có công, mà đây là cái thẳng đứng sin của pi trên 2 là 1, sin của 0 là 0, kết quả là 1. Cái này có mấy ra, nhưng mà trong một số trường hợp nó cho thì là bằng và gì đấy là thì chỉ là sao có mấy. Thứ hai tính ra tính phân của pi trên 6, pi trên 3 là sin x đấy. Cái gì thì cái là tôi bắt đầu với những bài dễ chứ hiểu rồi thì bắt đầu chúng ta đi làm bài khó hơn, bài cơ bản mà làm được cái phương là bài cao mẹ lớn. Ở câu 2 là pi trên 3 là pi trên 6 hả thầy? Pi trên 6, pi trên 3 là từ dưới ập lên, không ai là pi trên xuống. Tích phân từ pi trên 6 đến pi trên 3 nó là từ dưới ập lên đấy. Vâng. Và
xin hết là chữ cố định. 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 Chữ cố tăng 3 trên 2, như vậy kết quả là tăng 3 trên 2, đó là tăng 3. Bài số 3, như là muốn kỹ thuật từ không đến khi chỉ là từ không đến 3 của em 6. Giờ sẽ là đó. Chúng ta có thể tính được này. Như vậy ở đây là bằng 1/6 của hai mũ 6x từ 0 đến 3 1/6 2/6 2/3 là hai mũ 18 còn hai mũ 0/1 kết quả là 1/6 của hai mũ 18 thì nó xong. Đây là bạn dụng đề tài là mình áp dụng trực tiếp, áp dụng trực tiếp với công thức đề số 8. Thì tuy nhiên là dùng số 7 tập thì chúng ta sẽ tách ra số phương pháp tích phân, một là phương pháp biến đổi, thứ hai là đổi biến, thứ ba là nguyên hàm tích phân thực phẩm. Trong tài liệu của trên là viết hai phương pháp, thực ra là ba phương pháp: đổi biến, biến đổi, nguyên tích phân thực phẩm. Bây giờ xin mời chúng ta làm bài trước ạ.
26 của Aloe được xin nha. A, B, C, 6 có là câu F, câu A, câu L. A, B, C, K, L, F, K. Cô đi là sử dụng pháp đại phụ nên mình sẽ để lại sách qua. Đây là sự phương pháp đổi biến phụ. Trong chương trình chúng ta gọi là đại phụ, còn trong cái nguyên nhân viết phần chúng ta gọi là đổi biến. Đó là sự tên các biến số phương trình gọi là đại đại phụ. Người làm viết phần thì là đổi biến. Bây giờ là đang xét phương pháp biến đổi cho chúng ta lại làm cái sau. Còn với thứ nhất, lúc đầu mình chưa quen được là chất lượng, về sau quen được sẽ là cái sao nguyên hàm của tổng nguyên hàm, tổng hàm số đưa ra ngoài. Đúng không? Và x mũ 3 là nguyên hàm đấy, 4 chia 4. Đó là 1, thì cặp 2. Sau này mình quen rồi mình có một cách xử lý khác, ví dụ là kết quả là
không từ 1 đến 3 ngày. Cái mũ 3, 2, cộng với 1, để nó sẽ đi luôn là cái mũ 4, chỉ 1, cộng với 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 1, chúng ta nhìn nếu anh đặt điểm riêng của anh là gì, nếu như chung này thì hai cái trở lên nó gồm hai số hạng trở lên là ta phải đóng mặt hoặc đóng mặt, chứ một số bạn thì như thế này là như thế này có nghĩa là người ta hiểu là lấy mỗi cái đằng sau cùng thôi, thế là cũng đúng, từ hai cái trở lên là bỏ mặt đầu cuối đó. Nên là xong cái câu hỏi chính là của A như thế. Ý thứ hai, ý thứ hai ở đây thì tương tự như trên, nhưng bây giờ mình sẽ tách ra thành như là từ 1 đến 2 ít một thế giờ 3 đi ra ngoài 1 trên x thế là cái cuối cùng 1 đến 2 em 3 1 thế có dưới hình là khi nào chúng ta quên nhưng nguyên hàm của x bình chính là x 3 trên 3 cộng từ 1 đến 2, nguyên hàm của 1 trên x thì chính là logarithm của x là chỉ trừ của x cộng từ 1 đến 2. Nhưng còn cái này nguyên hàm của em u 1 phần 3 của em u 3 cộng từ 1 đến 2 hệ số ạ. Chúng ta hai vào đây từ 2 đến 3. Em một về cho 3 1. Tất nhiên là trên đoạn thì 1 đến 2 là cái 1 trên x hoàn toàn xác định hơn xưa. Chúng ta nên chỉ số thì luôn là cuối. Như vậy chúng ta sẽ có được một nền của 2 trừ n của 1. Tiếp tục ở chúng ta thay 2 vào đây thì là 2 đến 3 là 6 của 1. Như vậy là em bật chỉ đi hai một đây là thì kiếm nó là cuối cùng nghĩa là len của một bằng không đấy cơ giải. Ý với nhau một điểm hai chỉ một chia cho f chỉ bình thường để
mình chụp cái này nó cứ khó khó thì hóa ra nó lại rất đơn giản. Mình chỉ hơn này lấy chia cho từ chia cho anh biết từ một chia cho anh mình như vậy là nó thành nguyên hàm tích phân từ là 1 đến 2 hoặc 1 chia x trừ đi đây là x trừ 2 đấy là cái gì đó làm thì bằng 1 chia x thì ra là luôn là nguyên hàm chỉ số thực ra là từ 1 đến 2 là x dương còn cái gì nguyên hàm trừ x mũ trừ 2 thì là mũ tăng lên 1 mũ trừ 2 cộng 1 chia trừ 1 kết quả chỉ số cộng mũ trừ 1 tức là 1 chia x từ 1 đến 2 tự nhiên nốt vào là xong nó rất đơn giản nó không khó lắm chúng ta cỡ căn bộ nhưng mà trước kia thì mình học bảo khoa học hay là học phương pháp làm trắc nghiệm nhiều nên đến lúc mình làm từ bọn quyền cá hết tất cả các cách đó thì câu ca là tương tự câu hỏi là tương tự luôn bây giờ chúng ta sẽ làm ý số số 4 ở đây chúng ta tắt thế này hoặc là tính luôn là cái gì đó là bằng sin của 2 và x như là trừ 1 và 3 cộng 2 cộng 1 cộng 2 cộng 6 những cái gì đó là bằng cos này 1 và 2 trừ 1 và 2 cộng 0 cộng 2 cộng 6 cộng 2 cộng 6 cộng 2 và hóa xong như vậy là trừ 1 và 3 cos của 3 x tức là 3 nhân với pi trên 6 là cos pi trên 2 trừ đi cos của 0 2 pi trên 6 sin của x sin của pi trên 3 trừ 0 trừ 0 là 0 cos của 0 là 1 cos của pi trên 2 là 0 là 0 thì sin của 1 sin pi trên 3 thì sin pi trên 3 và k 3 trên 2 sin của 0 và 1 từ đúng không? Không có khó khăn gì.
Trong buổi sau thì chúng ta sẽ học về phần là phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân thì em nhớ là 20 giờ này thì phải là trong vòng 4 phút và cố gắng hoàn thành sớm, bởi vì sau đó mà chúng ta có không một bài thì nó cũng tự động khóa, chúng ta sẽ không làm được đâu. Những cái giờ đấy thì nó sẽ hiện ra link để chúng ta dẫn đến làm bài nhé. Nhớ này để điện thoại nhắc nhớ đừng quên. Hôm nay là thứ tư rồi, 20 giờ là như vậy. Trách nhiệm 25 câu trong khoảng 40 phút. Nội dung mà giáo đã gửi ở trên tổ chức học. Đấy là cái bài kiểm tra tuần này, còn bài kiểm tra sau thì chúng ta sẽ kiểm tra về nguyên hàm tiếp phân luận ở phía trước rồi. Em thấy như vậy là bài học ngày hôm nay chúng ta đến đây kết thúc. Xin chào tạm biệt. Các bạn nhớ không được quên ngày thứ bảy 20 giờ. Thế nhá, xin chào các em. Chào thầy. Chào thầy.